Rồi, cho con của Bruno và Sakuza. Bruno, nhìn mặt này là đúng mặt Bruno rồi. Hôm nay cho ra ngoài chơi, quay một tí video. Hai con đực một con cái. Chào em. Chào em nhé. Sắp đến ngày tẩy giun rồi. Sắp đến ngày tẩy giun lần đầu. Ô, tao 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 nào. Nhìn cụ tẹt chưa? Hey. Này, quay mặt đây nào. Quay mặt đây anh Bảo. Này. Quay đây anh Bảo. Ây. Đây mà. Tivi ở đây cơ mà. Này. Thôi, đúng rồi. Thế. Ây. Ây. Này. Trời. Ô. Quá là cụ tè luôn. Một đực một cái. Hôm nay mới lững chững bước đi thôi. Mới hai mươi mấy ngày. Và nó bình thường nuôi là không có nuôi ở trong cái sàn nhựa. Mà nuôi ở trong cái sàn nó dày hơn. Cho nên là ra đi sàn nhựa này là không quen. Nhưng mà cho ra đây cho nó sạch. Cho nó sáng. Ôi tuyệt vời luôn. Ui thủ em xinh quá nha. Em xinh quá. Được. Em xinh quá. Nào, em ra đây anh xem nào. Được tiếp. Đây hai thằng này là hai thằng đực. Rồi, chào em nhá. Chỗ chào em nhá, chào nô con nhá. Chào nô con. Chào nô nhá. Rồi. Ê, mỗi thằng xoa tí. Chào nô con nhá. Đây là cái. Rồi. Chào gái nè. Hello. Chào gái nha. Nhìn cái màu mảng của chúng nó này. Nét như Sunny. Nét như Sunny. Đó là Sunny. Ôi trời. Được nè, cái nè. Đây dùng cái này để nhử chúng nó này. Ơi. Rồi, selfie với chúng nó tí đấy. Ở cái đàn này thì là con cái nó lại to hơn hai con đực bằng nhau. Đây là con bà này là bà cái. Bà cái lại to hơn đực. Đây này. Đó. Đây là hai thằng đực này. Thằng đực này và thằng đực này.
hai thằng đực đây, em xích vào đây nhá. Đó, hai thằng đực thì bé hơn thằng cái một chút. Cái đại ca bố khoảng 60 mấy cân, mà cái đàn cho con này nhìn thế này thì nó giống bố lắm. Hiện tại là có cái đàn con của Bruno với lại Melcy, đàn N là có con nét vét, là thấy chủ bảo là 50 mấy cân rồi, mới 10 tháng rưỡi. Nô vào đây với con tí nào. Đó, thằng bố đấy. Thằng bố đây. Nhưng mà không cho thằng bố vào với con được. Làm sao để nô vào với con tí nhỉ? Nhưng mà nô to lắm, nô không quen chăm con, nô vào với con, nô dẫm vào con chết không được. Đấy, con nô đấy, liếm chúng nó đi. Nô liếm con đi. Con đây này. Đây này. Bố liếm con đi. Bố làm gì bố liếm con đi. Con kìa. Đó. Cho con của Bruno và Sakuza. Hai con đực. Đây là hai con đực. Con cái nó đang nằm quay mặt vào trong rồi. Đây là hai con đực đấy. Một con thì đang mải chơi, còn hai con kia thì nó buồn ngủ. Một con thì đang muốn chơi, đang gạ chơi đấy. Đấy, gặm 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 đấy. Đấy, không có đứa nào nó tiếp lời, không có đứa nào nó chơi cùng cả. Mỗi mình ông lon ton ông chơi. Hai con nó nằm. Nó đang sủa đấy. Ghê chưa? Đấy, hai mấy ngày nhé. Hai mấy ngày nó đã khục khặc, nó sủa rồi nhé. Cái này là nó do gen. Bây giờ bố đang mải tán gái nhá, bố không quan tâm gì đến con. Khi nào con lớn lên thì cho chơi với bố, chứ giờ đang bé không cho chơi được nhá. Giờ bé không chơi bời gì được, bố dẫm vào phát thôi. Đấy, nhìn con cái với con đực này, con cái nó to hơn hẳn này. Đây, hai con đực này, đây là con cái đây. Hey, gái, sao gái cứ ngủ vậy hả? Ra đây là để chơi đi lại tí chứ, này, ra đây để chơi đi lại tí chứ có phải ra đây để ngủ đâu, hả? À, quay mặt về hướng kia. Ra đây là để đi lại để chơi. Kệ chứ mày muốn làm gì là, con này cũng thế, tao đang ngủ dở mắt. Thế bố nằm, bố nô nằm đây trông con nhá. Nô nhá. Nô nằm đây trông con nhá. Có trông con không? Sơi luôn quả bóng của con. À, kệ chúng mày không chơi thì để bố chơi. Đó. Đây là chó con của Bruno và Sakuza. Bruno và Sakuza. Được. Thôi. Hai đứa, mỗi đứa một quả bóng. Đang tranh nhau quả bóng. Đây là con đực. Một con đực này. Rồi, con đực thứ hai này.
đang ngủ này. Đây này, hôm nay ông đang ngủ dở. Vậy ông mới dậy luôn, mới hai mươi mấy ngày thôi. Đó. Đang buồn ngủ lắm. Bị nhầm. Cái người chắc nịch luôn. Đó. Cái mờ 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 à, này. Hướng này, hướng này, hướng này rõ. Vâng, anh cho nó vào đi. Lô. Lô đây. Vào đây. Đó. Ừ, đây mặt trời hướng này. Quay hướng này vậy. Đó. Cái ok, nhắc lại hai con đực này. Rồi chào sẹo, chào lòi, chào lõm. Rồi chào bác cơ, mấy đứa đi ra kia chơi đi. Không, để yên, anh đang quay vào trẻ con. Yên, để đang quay bọn trẻ con. Thay lông xong rồi. À, bụng nó phải lộ lộ thì nó mới được. Rồi. Đó. Không biết gì với ông cọc đó. Ừ. Thôi bác cơ, để yên để quay em.